Sau những cơn sốt phim Hàn, Đài Loan, Trung Quốc hay Singapore, thì giờ đây đời sống tinh thần của người Việt đã phong phú thêm với sự xuất hiện của điện ảnh Ấn Độ trên màn ảnh nhỏ. Liệu đây có phải là sự thay đổi thị hiếu xem phim của người Việt Nam hay còn có những tác động nào khác? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về sự thâm nhập đến mức chóng mặt của phim Ấn Độ vào bữa ăn tinh thần của người Việt Nam trong năm qua. Nếu như người Việt đón nhận, thậm chí thần tượng phim Hàn Quốc từ những năm 1999 đến nay, thì phim Trung Quốc đã sớm lấn sân vào màn ảnh Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Bên cạnh đó, phim của các nước khác như Singapore, Philippines, Thái Lan cũng không ngần ngại tăng tốc tấn công vào màn ảnh Việt, vốn được xem là một thị trường đầy tiềm năng. Tuy nhiên, nếu nói đến hiện tượng của làn sóng phim ngoại trên màn ảnh Việt Nam trong năm 2015, quán quân chắc chắn thuộc về phim Ấn Độ. Hầu như là coi rất là nhiều như Hàn Quốc, rồi Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, nói chung là coi nhiều lắm. Nhưng mà khi mà bộ phim này nó chiếu lên á, Con Dâu Tám Tuổi, mình cảm giác thấy nó hay, mình coi từ tập 1. Ví dụ điển hình nhất là bộ phim Cô Dâu Tám Tuổi với độ dài lên đến hàng ngàn tập. Sức ảnh hưởng của bộ phim này nhanh chóng đến mức Cô Dâu Tám Tuổi đã lọt vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet trong năm qua. Trong khi đó, kết quả kiểm tra rating cuối tháng 12 năm 2015 cũng cho thấy tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chỉ số rating đạt trung bình 5.0, còn ở thị trường Đà Nẵng, trong tháng 11 và tháng 12 năm 2015, con số này lên đến 25.5. Điều này liệu có cho thấy rằng phim truyền hình Trung Quốc và Hàn Quốc đã đến lúc thoái trào và nhường chỗ cho phim ảnh Ấn Độ như một món ăn mới được dọn lên? Phim Hàn Quốc thời gian đầu họ qua mình thì nói chung là họ cũng có một cái bản sắc riêng của họ và cuốn hút khán giả mình rất nhiều. Nhưng mà sau này thì họ làm những tập phim, những phim sau thì nó cũng lặp đi lặp lại cái mô típ đó, em không? Nhưng mà phim của Ấn Độ rõ ràng là họ khi họ qua mình họ có một cái phong thái riêng, họ có một phong cách riêng về màu sắc, diễn viên đẹp, diễn tốt. Đó. Đôi khi có những cái bối cảnh của họ cũng không phải hoành tráng đâu, nhưng có đầu tư về phục trang, thiết kế rất là nhiều. Cho nên theo riêng cá nhân của Công Hậu á, thì Công Hậu nghĩ đây sở dĩ khán giả mình đón nhận là do nó có một cái bản sắc riêng, tức là một món ăn mà mình chưa có ăn, cho nên mình thấy rất ngon. Nó là như vậy. Đó hẳn cũng là một trong những lý do giúp cho phim Ấn Độ làm nên hiện tượng trong năm qua, dù đang lấn sân vào một thị trường vốn đang bị cạnh tranh bởi rất nhiều dòng phim ngoại. Một lợi thế khiến phim truyền hình Ấn Độ dễ dàng tiếp cận với khán giả Việt Nam hơn, có thể xuất phát từ nền tảng văn hóa. Tôi nhận thấy sự phát triển từng ngày của phim truyền hình Ấn Độ tại Việt Nam. Tôi nghĩ khán giả cảm thấy dễ tiếp nhận vì sự tương đồng về mặt văn hóa. Người Việt và người Ấn Độ chú trọng đến tình cảm gia đình, về thân phận của những người phụ nữ, v.v. Tuy nhiên, những điểm chung này được khắc họa lên màn ảnh bằng một cách rất riêng của chúng tôi. Ngoài ra, có thể nói phim Ấn Độ đã bước vào thị trường Việt Nam một cách rất bài bản. Trong năm 2015, không ít lần ngôi sao của những bộ phim truyền hình đang gây sốt đã xuất hiện tại Việt Nam. Tháng 12 năm 2015, Đại sứ quán Ấn Độ thậm chí còn tổ chức hẳn hoi một liên hoan phim Ấn Độ lần đầu tiên tại Việt Nam ở cả hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều này còn cho thấy mục tiêu sắp tới của phim Ấn Độ sẽ là những đợt tấn công vào màn ảnh rộng chứ không dừng lại ở phim truyền hình nữa. Bên cạnh đó, thông thường tại Việt Nam, khi một bộ phim dài tập đang bắt đầu gây sóng trên màn ảnh nhỏ, thì khán giả đã có thể dễ dàng tìm thấy những bản chiếu có phụ đề hay thậm chí là bản thuyết minh xuất hiện nhan nhản trên mạng. Điều này không chỉ vi phạm vấn đề bản quyền mà còn khiến cho sức hút của các tập phim truyền hình giảm mạnh. Đây cũng là cơ hội tốt để điện ảnh Ấn Độ tận dụng lợi thế mới mẻ của mình và đổ bộ vào thị trường Việt Nam. Nắm bắt được tất cả những lợi thế này, các đơn vị truyền thông có tầm nhìn đã sớm có những bước đi đầu tiên. Ban đầu chỉ là một vài phim, nhưng tính đến hết năm 2015, phim Ấn Độ đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Tuy nhiên, liệu rằng trào lưu này có đang bị những nhà cung cấp phim tận dụng một cách thái quá? Bởi vì trên thực tế, không phải bộ phim Ấn Độ nào cũng có thể trở thành hiện tượng như những gì mà Cô Dâu 8 Tuổi đã làm được. Ấn Độ rất là nhiều, nhưng mà không có thích coi mấy kia, như Hạnh Phúc Mộng Màng, Âm Mưu Tình Yêu, là có bà với là Cô Dâu 8 Tuổi, là thấy nó hay hay, còn mấy kia là thấy coi, không có thích theo dõi. Không thể phủ nhận, sự lớn mạnh của phim Ấn Độ trong năm qua đã góp phần thổi một làn gió mới và bối cảnh chung của dòng phim nhập khẩu suốt nhiều năm liền tại Việt Nam. Điện ảnh vốn cũng là một ngành công nghiệp, việc đầu tư cho những kế hoạch sinh lời là hoàn toàn đúng đắn của không ít công ty truyền thông và kênh truyền hình. Tuy nhiên, trên hết, nội dung vẫn là một vấn đề cần được những đơn vị cung cấp phim cân nhắc.
Bởi chắc chắn, sự thành công của một bộ phim được quyết định bởi tính thu hút của nó đối với đông đảo khán giả. Trào lưu thưởng thức một thể loại phim ảnh nào đó chỉ mang tính tức thời và hoàn toàn có thể gây nhàm chán nếu bộ phim thiếu sự thuyết phục thực sự.